Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube tin 24 giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua sau đây là nội dung chi tiết sai lầm chết người của Ukraina khiến phương Tây kinh ngạc một lữ đoàn thường bao gồm khoảng 2.000 binh sĩ lữ đoàn của họ đã giảm xuống còn 500 người họ gọi là lữ đoàn nhưng đây khó có thể là một tiểu đoàn vì vậy Kursk có thể được gọi là nơi trú ẩn cuối cùng của họ chuyên gia nhận định Nhà phân tích người Anh Alexander Mercuris đánh giá rằng việc gửi quân dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine tới khu vực Kursk sẽ chỉ làm tình hình của họ trở nên tồi tệ hơn. Ông nói, tăng cường lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk hoặc cố gắng mở một mặt trận khác ở đâu đó sẽ chỉ là một ví dụ khác về những gì Ukraine thường làm nói một cách đơn giản là củng cố sự thất bại. Theo chuyên gia này, quân đội Ukraine đã chuyển quân dự bị đến khu vực Kursk một cách vô nghĩa và liều lĩnh. Chuyên gia McQuarris nói thêm rằng thay vào đó họ có thể tăng cường lực lượng phòng thủ ở Pokrovsk, nơi có vị trí then chốt ở Donbass. Trong khi đó, nhà phân tích của CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Dialogue Works rằng các lữ đoàn thiếu nhân lực là dấu hiệu cuối cùng của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Bạn biết đấy, một lữ đoàn thường bao gồm khoảng 2.000 binh sĩ, lữ đoàn của họ đã giảm xuống còn 500 người, họ gọi là lữ đoàn, nhưng đây khó có thể là một tiểu đoàn. Vì vậy, Kursk có thể được gọi là nơi trú ẩn cuối cùng của họ, ông Johnson nói. Theo chuyên gia này, thực tế là Ukraine đang thiếu nhân lực, họ không còn quân nhân được đào tạo bài bản. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine không có khả năng hậu cần để hỗ trợ cuộc tấn công quân sự, nhà phân tích nói thêm. Johnson kết luận, theo báo cáo, họ đã lãng phí một số quân đội tốt nhất của mình vì sai lầm thực sự vô dụng này. Sáng ngày 6 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chiếm giữ một phần lãnh thổ của quận Sazansky thuộc vùng Kursk. Như Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội đã chặn đứng bước tiến của kẻ thù. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ kết thúc với sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine và quyền tiếp cận biên giới nhà nước. Một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được áp dụng ở các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk. Trong đó vùng Kursk được áp dụng tình trạng khẩn cấp liên bang. Ukraine đột kích xuyên biên giới vì muốn Nga phải trả giá. Giới quan sát cho rằng việc Kiev tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga là nhằm mục đích khiến người dân Nga hiểu rằng việc quân đội nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ phải trả giá. Vào cuối tháng 7, Ukraine nói nước này đã tấn công một máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 của Nga tại căn cứ Olenia ở Murmansk, một địa điểm nằm sâu khoảng 1.770 km bên trong lãnh thổ Nga. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Ukraine nhắm vào các địa điểm nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Tháng 6 năm 2024, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUR, cho biết các lực lượng của Ukraine đã tấn công một tiêm kích Su-57 đỗ tại sân bay ở khu vực Atchakhan ở phía nam nước Nga, cách tiền tuyến 580 km. Vào tháng 5 năm 2024, Cơ quan an ninh Ukraine cũng thông báo về một UAV tầm xa của Ukraine tấn công cơ sở lọc dầu của Gazprom nằm cách Cộng hòa Baskotostan của Nga gần 1.500 km. Ukraine hiện chưa được phép sử dụng các vũ khí dẫn đường tầm xa như ATACMS ms để tấn công vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Kiev thay vào đó sử dụng các UAV sản xuất nội địa giá rẻ cho các cuộc tấn công này, Mark Kansian. Một cố vấn cấp cao trong chương trình an ninh quốc tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định với Business Insider. Những vũ khí này được nhồi đầy chất nổ và bay sâu vào lãnh thổ Nga, ông Kansian nói. Theo ý kiến của các chuyên gia chia sẻ với Business Insider, trong khi việc nhắm đến các mục tiêu xa tiền tuyến có thể khiến Ukraine tự dàn mỏng các lực lượng của mình thì những cuộc tấn công này có ba mục tiêu dưới đây. Gây tổn thất về vật chất và kinh tế Các cuộc tấn công vào những địa điểm liên quan đến quân sự như căn cứ không quân và các cơ sở công nghiệp quốc phòng có mục tiêu loại bỏ hoặc vô hiệu hóa tạm thời các trang thiết bị Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thậm chí những cuộc tấn công có vẻ nhỏ cũng có tác động to lớn. Trong trường hợp cuộc tấn công vào căn cứ không quân Olenia, diễn biến mà sau đó Ukraine cho biết đã phá hủy hai oanh tạc cơ Tu-22M3, học giả nghiên cứu cấp cao Justin Brown tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI, cho rằng nó đã gây ra tác động có thể đo lường được. Theo ông, bởi vì phi đội đang hoạt động của Nga không lớn nên ngay cả việc tổn thất hai tiêm kích triển khai tên lửa chống lại Ukraine cũng có thể gây ra tác động đáng kể. Các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu có mục tiêu làm giảm doanh thu của Điện Kremlin, John Hardy, phó giám đốc chương trình về Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ nhận định với Business Insider. Mặc dù vậy, ông cho rằng mức tác động chúng tạo ra vẫn cần thảo luận. Doanh thu từ dầu mỏ của Nga vào tháng 4 năm 2024 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, Bloomberg đưa tin. Điều này đã nhấn mạnh đến thành công của Điện Kremlin trong việc đối phó với lệnh trừng phạt của Hương Tây và chuyển hướng thị trường. Reuters hồi tháng 4 cho biết, Nga dường như có thể nhanh chóng sửa chữa một số cơ sở lọc dầu quan trọng bị hư hại trong các cuộc tấn công của Ukraine, giảm khả năng tác động xuống 10% từ con số gần 14% vào cuối tháng 3. Gia tăng sức ép lên các hệ thống phòng không của Nga Ukraine đang hy vọng sẽ áp đảo các hệ thống phòng không Nga với các cuộc tấn công UAV quy mô lớn, chuyên Hadi nói đồng thời cho biết các hệ thống phòng không của Nga có thể sẽ khó phát hiện cũng như bắn hạ các UAV cỡ nhỏ hoặc bay gần mặt đất. Nga đã điều chỉnh các hệ thống phòng không của mình sau khi các cuộc tấn công UAV trước đó và được cho là đã thành lập các đội chống UAS, hệ thống máy bay không người lái, cơ động. Tuy nhiên, Nga là một đất nước rộng lớn nên việc bảo vệ mọi nơi là điều khó khăn, chuyên gia này nói. Nga đã bắt đầu khá lâu sau Ukraine trong việc phát triển các biện pháp đối phó với mối đe dọa UAV tầm xa. Chuyên gia Hadi nhận định và cho rằng Nga chưa có hệ thống cảm biến phân tán giá rẻ nào như hệ thống mà Ukraine sử dụng để phát hiện UAV hết Do đó, các cuộc tấn công này đặt Nga vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nghiêm trọng. Với sự rộng lớn của lãnh thổ Nga và số lượng mục tiêu tiềm năng mà Ukraine có thể tấn công, Nga hoặc buộc phải bảo vệ bằng cách đưa các hệ thống phòng không ra khỏi khu vực tiền tuyến, hoặc để các mục tiêu trong nước không được bảo vệ từ đó chịu tổn thất liên tục, chuyên gia Bronk đánh giá. Chiến tranh tâm lý các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga cũng tạo cho Điện Kremlin một vấn đề chính trị nghiêm trọng. Đó là dân thường Nga bắt đầu nhận ra nhà nước không thể bảo vệ toàn bộ không phận của mình, ông Braun nói. Chuyên gia Kansian cũng nhất trí với điều đó, cho rằng tác động tâm lý của những cuộc tấn công này là rất quan trọng. Một trong những mục tiêu chính của Ukraine là gây bẽ mặt cho Nga về quân sự và gây lo lắng trong dân chúng nước này. Điều đó sẽ khiến cho người Nga thấy rằng việc tấn công Ukraine sẽ phải trả giá, ông Kansian bình luận. Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng, bất chấp những thành công ban đầu, cuộc đột kích vào Nga có thể khiến một số đơn vị có năng lực nhất của Ukraine bị hao mòn và khiến quân đội ở Donetsk không có lực lượng tăng viện quan trọng. Việc cố gắng thiết lập sự hiện diện lâu dài ở khu vực Kursk cũng có thể là một thách thức với lực lượng của Ukraine giữa bối cảnh tuyến tiếp tế của họ dễ bị hỏa lực Nga tấn công. Quan chức EU cảnh báo tấn công Kursk có thể gây ra sự diệt vong cho Ukraine. Ukraine không thể đánh bại Nga thông qua các biện pháp thông thường và đang sử dụng các chiến lược ngày càng rủi ro, ông Gustav Gresso tin tưởng. Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Áo Gustav Gressel đã nói với tờ Der Spiegel rằng cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk qua biên giới Nga là một canh bạc mạo hiểm có thể phản tác dụng và dẫn đến thất bại lớn cũng như mất đi sự ủng hộ của phương Tây. Lực lượng Kiev đã phát động một chiến dịch xuyên biên giới lớn tại khu vực Kursk vào đầu tuần này. Các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới đã diễn ra kể từ ngày 6 tháng 8 điện kremlin gọi động thái của kiev là hành động khiêu khích trên diện rộng và cáo buộc quân đội ukraine tấn công bừa bãi vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự bộ quốc phòng nga đã nhiều lần tuyên bố rằng các nỗ lực của ukraine nhằm xâm nhập sâu hơn vào khu vực này đã bị ngăn chặn tuy nhiên quân đội kiev vẫn hiện diện tại một số khu định cư biên giới ở khu vực kursk nơi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn theo bộ này reso hiện là thành viên chính sách cấp cao tại hội đồng quan hệ đối ngoại châu âu mô tả hành động của Kiev là một chiến lược mạo hiểm. Nếu Ukraine muốn giữ khu vực này trong nhiều tháng, điều này sẽ dẫn đến chi phí quân sự khó có thể duy trì được, ông Gustav Gressel nhận định. Việc mở rộng tiền tuyến mang lại lợi ích cho Nga trước hết và quan trọng nhất, ông nói trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 10 tháng 8. Cuộc xâm lược không buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng khỏi cuộc tấn công lớn đang diễn ra ở Donbass, nơi quân đội Nga tiếp tục giành được nhiều chiến thắng. Theo chuyên gia, các đơn vị của Ukraine trong khu vực này khá mệt mỏi và rất cần quân tiếp viện. Nga có nhiều vũ khí, đạn dược và nhân sự hơn để có thể triển khai đến một tiền tuyến dài hơn. Lợi thế bất ngờ của Ukraine có thể nhanh chóng biến thành bất lợi, Gressel cho biết. Kịch bản tệ nhất đối với Kiev sẽ là thất bại ở cả vùng Kursk và Donbass, chuyên gia cảnh báo. Theo Gressel, Ukraine hy vọng hoạt động của mình trên đất Nga sẽ nâng cao tinh thần của cả binh lính và người dân Ukraine. Và ông tin rằng, họ sẽ không từ bỏ ngay cả khi đối mặt với ưu thế quân sự của Nga. Sau đó, Nga sẽ đầu tiên kìm hãm Ukraine và sau đó làm suy yếu họ vì Kiev sẽ đổ nguồn lực hạn chế của mình vào hoạt động này. Ukraine có thể bị coi là một kẻ liều lĩnh không đáng tin cậy, Gressel nói, đồng thời nói thêm rằng lực lượng của Kiev ở Donbass cũng sẽ cạn kiệt sức mạnh. Sẽ có những tổn thất lớn về lãnh thổ ở đó các nước phương tây ủng hộ kiev như đức và hoa kỳ cũng có khả năng sẽ giảm sự hỗ trợ của họ trong những trường hợp này hoặc thậm chí rút hoàn toàn chuyên gia này cảnh báo Russo tuyên bố cuộc tập trận kursk có thể báo hiệu sự kết thúc của quân đội ukraine